chuẩn bị đại học y dược thành phố Hồ Chí Minh vừa mở tỷ số 1-0. Đây chút đi, mát mà. Đừng gắn phan gắn, đây mưa hay gắn. Gắn khó quay quá, để lát đi. Thank you.
Trời gió lạnh quá. Vì không cần phải ngó vô màn hình luôn. Thank you.
nói chuyện nó không quay kìa. Dạ. Nói chuyện nó không quay mà kìa. Thank you.
vừa nâng tỷ số lên 3-0. Come on.
bằng đường đa pha hóc môn vừa mở tỷ số 1-0. Thank you.
Bệnh viện Đại học Y Dược vừa nâng tỷ số lên 5-0. Tân Sơn, bệnh viện Đa khoa Gia Đình vừa rút ngắn xuống còn 1-3. Vừa rút ngắn tỷ số xuống còn 1-5.
Bệnh viện Tim Mạch An Giang vừa nâng sĩ số lên 2-0. Ra khoa Trung tâm An Giang vừa nâng sĩ số lên 4-1. Bệnh viện Đại học Y Dược vừa nâng tỷ số lên 6-2. Xin lỗi, 7-2. Bệnh viện Tim Mạch An Giang vừa nâng tỷ số lên 3-0. Thank you.
2 đại diện 16 đội bóng. Xin khách mời cổ động viên vào lúc 18:30 tối nay tại nhà hàng số 1 Nguyễn Viết Xuân. Chuẩn bị để dự gala demo của công ty Thanh Ngọc Hoa. Trân trọng kính mời.
of a life. This is the one. Now is the time. Don't ever stop. Push it along.